khỏe đẹp để thành công hơn. Sau khi thực hiện cái chương trình này thì tôi tự hào nhất là gì, là một phương pháp rất là khoa học. Để làm gì, để khi tôi giảm cân thì nó không ảnh hưởng đến sức khỏe, không ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm của tôi, và nó rất là hiệu quả. Trong vòng 60 ngày tôi đã giảm được đến 9 cân, trong đó có 7 cân mỡ. Tôi tự hào nhất là cái vóc dáng của tôi trở lại gần như ngày thanh niên. Tôi từ 82 cân trở xuống thì bây giờ tôi còn có 69 cân. Và cái mong muốn nhất của tôi là đã giảm được cân, sức khỏe ổn định, tốt lên và đi lại rất là nhanh nhẹn, đầu óc suy nghĩ nó tích cực. Tôi thấy cái khó khăn nhất là cái giấc ngủ, để phải đảm bảo được 7 tiếng. Và hai nữa là cái thời gian đi, thời gian tập luyện làm sao để đốt cái năng lượng ra nhiều hơn cái năng lượng đầu vào. Thì cái thể hình của tôi nó mới đốt được cái mỡ thừa trong cơ thể. Và đốt được mỡ thừa trong cơ thể thì nó rất là tốt cho sức khỏe. Nó sẽ không có nhiều bệnh tật, vì trong người nhiều mỡ thì nhiều bệnh tật. Và cái chương trình 60 ngày này là chương trình là giảm cân. Nhưng mà giảm cân là gì? Là giảm mỡ và tăng cơ, để đảm bảo cho con người đầy đủ cái sức khỏe để hoàn thành tốt công việc. Và đó là cái mà khó khăn nhất tôi phải vượt qua, và tôi đã nỗ lực để vượt qua được. Mình luôn luôn để trong túi của mình một cái gói thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, nó là một cái bữa ăn thay thế. Thế là mình mang một cái bình đi, một cái chai nước mà mình có thể lắc lên và mình uống, thì cảm thấy rất là tiện dụng. Bây giờ trưa rồi thì ăn cái gì, hay là trưa rồi thì bây giờ mình phải tìm quán ăn ở đâu, thì ăn cái món nào nó hợp vệ sinh. Thế nhưng bây giờ không cần, có vitamin rồi này, rồi có thực phẩm bổ sung, một cái bữa ăn đầy đủ dưỡng chất rồi, có cả chất đạm, chất béo, rồi bột đường và vitamin nữa, thì mình lắc lên thôi và mình uống, sau là bụng rất là nhẹ, mà người thì đầy đủ năng lượng, dinh dưỡng thì đầy đủ, nhưng mà năng lượng cũng đầy đủ mà không quá nhiều calo. Thế là cơ thể thì những bộ máy tiêu hóa không phải làm việc, mình thấy là lúc đấy lại có thể làm việc bằng đầu óc của mình, bằng những cái quan hệ xã hội, rồi đi chơi bạn bè. Sản phẩm mình yên tâm rồi, đã sử dụng trải nghiệm rồi, thì cứ dần dần từng ngày một trải nghiệm, thì càng ngày mình càng thấy yêu sản phẩm hơn, càng thấy hiệu quả hơn, và ai hỏi mình cũng chia sẻ. Đây là một cái đạm thực vật 100%, và nó có thể cung cấp cho mình đầy các cái về dưỡng chất, và nhưng mà lại rất là ít calo, cho nên là khi mà mình ăn ấy, những cái lúc mà mình đói ấy, thì mình có thể uống thêm những cái phần này vào để cái protein này vào, thì mình thấy không hề mệt, mà lại không bị sợ bị béo hay là nặng bụng, nên là mình vận động các thứ nó rất là dễ dàng. Khi mình đi tập luyện là in body band này, và nó có một cái ứng dụng nối vào với lại trong cái điện thoại thông minh của mình. Hàng ngày ấy thì là mình cứ tập luyện này, hay là mình ăn uống ấy, thì là mình cứ kiểm tra, hay là mình được xem cái kết quả của mình một ngày, xem là cho nên là cứ lúc nào cũng rất là háo hức ấy, để muốn xem là ngày mai cái kết quả của mình đo ấy, thì nó so với ngày hôm trước là như thế nào. Cái chương trình này ấy, thì lại mình có thể thực hiện theo nhóm, cho nên là khi mà mọi người các cái nhóm ấy, thi đua với nhau, thế thì hàng ngày ấy, thế là mọi người đi tập luyện này, xong rồi là chụp những cái hoạt động của mình, hay là những cái bữa ăn của mình này, lên rồi là chia sẻ với lại những người ở trong cùng nhóm với mình. Thế là mọi người là nhận xét, rồi comment vào đấy, nhiều khi rất là vui. Cái hiệu quả của nó rõ rệt lên từng ngày. Và sau cái 60 ngày ấy, thì cô cũng không ngờ rằng là cái 60 ngày nó lại trôi qua nhanh như vậy. Nên là kết thúc rồi ấy, các cô lại thấy là nó buồn. Bởi vì là mình tự nhiên là cái không có những cái sự trao đổi với nhau nhiều được như là những cái lúc mà mình còn đang thực hiện. Có được một cái sức khỏe và được một cái vóc dáng mà phải mấy chục năm nay mà cô không dám mơ. Bởi vì là từ trước đến nay cô luôn luôn là tên cô bao giờ được gắn với một cái từ là béo. Khỏe đẹp để thành công hơn.